Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Brazil và Cộng hòa Séc 24 giờ ngày 17 tháng 9 FIFA World Cup 2021. Séc là một đội bóng nằm trong top 10 châu Âu xếp hạng thứ 16 thế giới và có 4 lần giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup. Quá trình chuẩn bị cho FIFA World Cup của huấn luyện viên Thomas Newman diễn ra khá gấp gáp là do giải vô địch quốc gia của họ diễn ra nên chỉ tập trung đúng một tuần và lắp ghép đội hình từ ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, với việc triệu tập trở lại rất nhiều lão tướng và nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm thi đấu, sức mạnh của Séc được khẳng định qua chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Panama trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ ngày 13 tháng 9 giờ Việt Nam. Tương quan về lực lượng cho thấy Séc yếu hơn so với Brazil. Các nhà cái xếp Séc đứng thứ 8 trong số 14 nhóm đội có khả năng giành chức vô địch. Trong khi đó, Brazil với kinh nghiệm và kỹ năng của mình luôn là mối đe dọa đáng sợ cho đội tuyển Séc, nhất là họ vừa có chiến thắng 9-1 trước đội tuyển Việt Nam. Phong độ gần đây giữa Brazil và Cộng hòa Séc. Trong 9 lần tham dự, đội tuyển Fosan Brazil có 6 lần đi đến trận cuối cùng và chỉ để thua một lần duy nhất tại trận chung kết năm 2000 với tỷ số 3-4 trước đội tuyển Fosan Tây Ban Nha. Trận thua gần nhất của Brazil cách đây 17 tháng. Trong khi đó, ở 4 trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup, các vũ công Samba có 3 trận thắng, 1 trận hòa, họ ghi được 24 bàn thắng và để thủng lưới 10 bàn trong 6 trận vừa qua. Với chiến thắng 9-1 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu muộn nhất lúc 24 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 9 giúp đội tuyển Brazil khẳng định vị thế là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch FIFA World Cup 2021. Trong khi đó, về phía đội tuyển Séc, 16 chân sút của họ đang có phong độ bay cao nhờ được thi đấu thường xuyên. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Fusan Brazil và Fusan Cộng hòa Séc, dự đoán kết quả chung cuộc 6-1 như về Fusan Brazil. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.